dân đạo sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Ê Nam Mô Tỳ Ba Dân Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban chứng minh, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Quý chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành. Chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành và các huyện thị thành phố trong tỉnh Hậu Giang. Quý chư tôn giáo phẩm hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý quan khách đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu, tại chùa Phước Huệ, ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm công đức và cung tống kim quang cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Quang, cố vấn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Phước Huệ nhập Bảo Tháp. Kính bạch chư tôn đức, thuyền đại nguyện trở về neo bến giác, xe tam thừa thúc dục buổi đăng trình, Phước Huệ buồn vì đôi ngã tử sinh, tình linh sơn cốt nhục từ nay đành cách biệt. Trước khi cử hành lễ tưởng niệm và cung tống kim quang cố trưởng lão hòa thượng nhập Bảo Tháp, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời quý liệt vị hoan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, kính thưa quý đạo tràng nam nữ Phật tử. Thật là những lữ khách vẫn hồi đầu nhìn lại, bóng tùng xưa đã khép mãi dòng sanh. Dẫu biết rằng sanh diệt diệt sanh, đến và đi như trần tình tụ tán. Cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Quang, cố vấn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Phước Huệ đã 70 năm trụ cõi ta bà, 50 mùa an cư kiết hạ. Lúc còn sanh tiền, hòa thượng đã thực hành hạnh Bồ Tát, chăm lo phát triển đạo pháp và đào tạo tăng tài tầng lớp kế thừa cho giáo hội mai sau, để phục vụ cho đạo pháp và nhân sinh với tinh thần nhập thế hoằng dương đạo pháp. Hòa thượng luôn bất từ bì nguyện, thế rồi một thoáng vô thường đã đến. Vì niên cao lập trưởng, qua cơn bệnh duyên, hòa thượng đã xả báo an tường vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 10 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Tân Sửu tại chùa Phước Huệ, ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trải qua 4 ngày tang lễ, hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang hiệp cùng môn đồ pháp quyến, lãnh đạo chính quyền các cấp
trang nghiêm chí thành, thiết lễ truy niệm công đức và cung tống kim quang cố trưởng lão hòa thượng thượng thiện hạ quan, phụng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Huệ với chương trình buổi lễ như sau: 1. Niệm Phật cầu gia hộ. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. 3. Cung tiên tiểu sử. 4. Điếu văn tưởng niệm của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. 5. Hoài niệm ân sư của môn đồ Pháp Quyến. 6. Cảm tạ của ban tổ chức tang lễ. 7. Niêm hương tưởng niệm. 8. Tuyên pháp ngữ và nghi thức cung tống kim quang nhập bảo tháp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, và đó chính là lý do cũng như chương trình của buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin cung kính được thông qua, Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ truy niệm công đức sáng hôm nay. Toàn thể ban tổ chức và môn đồ Pháp Quyến chúng con thành kính đảnh lễ được cung đón và giới thiệu trên hàng ghế chứng minh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Giàu, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tài, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Tùy, tỉnh xá Ngọc Phụng, tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Thông, Phó trưởng ban kiêm trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Thành, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Dũng, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Kim, Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phụng Hiệp; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Giác Tâm, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành; Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Nghiêm, đạo tràng Phước Nghiêm, thành phố Cần Thơ; Đại đức Đạo Hiệu Thích Phước Tịnh, Ủy viên Ban trị sự kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Về phía chư tôn đức ni, xin trân trọng được giới thiệu ni trưởng Đạo Hiệu Thích Nữ Như Thân, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, và chúng con xin cung kính đảnh lễ được giới thiệu chung sự Quang Lâm chứng minh của chư tôn đức tăng ni Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, chư tôn đức tăng ni, lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành cùng chư tôn đức trong môn đồ Pháp Quyến và chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Hậu Giang, Quang Lâm chứng minh buổi lễ truy niệm công đức sáng hôm nay. Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp, ban tổ chức xin trân trọng được đón tiếp và giới thiệu ông Đỗ Tấn Tài, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành. Về phía lãnh đạo chính quyền xã Đông Phước, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, và chư vị khách quý lãnh đạo chính quyền địa phương tỉnh Hậu Giang, huyện Châu Thành, xã Đông Phước và sở tại Thân Lâm tham dự buổi lễ truy niệm công đức sáng hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng đón tiếp tất cả quý vị nam nữ Phật tử, quý vị quan khách từ các đạo tràng trở về để tham dự và góp phần cầu nguyện cho buổi lễ truy niệm được thập phần công đức, xin trân trọng được đón tiếp và giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này chúng con thành kính đảnh lễ được cung thỉnh Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Dũng, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang,
tiến về nơi phía trước để cung tiên tiểu sử cố trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Quang thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên hòa thượng Thượng Giác Hạ Giàu, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni thường trực của ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng các tỉnh thành lân cận. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử xa gần, và kính thưa quý vị quan khách đại diện cho các cấp chính quyền sở tại, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ của cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Quang, chúng con xin tuyên đọc tiểu sử của cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Quang. A Di Đà Phật. Về thân thế, hòa thượng đạo hiệu là Thích Thiện Quang, thế danh là Ngô Văn Hưởng. Sinh năm 1951 tại ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thân phụ của Ngài là cụ ông Ngô Bá Vạn, thân mẫu của Ngài là cụ bà Đoàn Thị Sinh. Song thân là một gia đình trung nông chất phác, hiền lành, giáo dưỡng các con theo truyền thống Phật giáo. Hòa thượng được chính anh chị em, hòa thượng là người con thứ năm trong gia đình. Thứ hai là thời gian xuất gia tu học. Thời niên thiếu của hòa thượng được thừa hưởng truyền thống đạo đức của gia đình. Hòa thượng học được ở thân phụ tính vươn lên và sức mạnh của nghị lực, học được ở thân mẫu tinh thần chịu khó và thương yêu, cộng với thiện tâm sâu dày với Phật. Năm 1969, ngày rằm tháng Giêng, hòa thượng đã lại cha mẹ cho được lên non học đạo. Hòa thượng cô thân trên đoạn đường tầm sư học đạo, và rồi duyên lành hội đủ, Ngài đảnh lễ cầu học đạo với hòa thượng Thượng Huệ Hạ Tài. Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Thiện tại chùa Phước Điền, còn gọi là chùa Bà Thợ, ở núi Sam, Châu Đốc. Dòng thời gian êm đềm trôi như tâm hồn người tu sĩ trẻ, tuổi 19 mà cuộc đời ban tặng, là quả ngọt của sự trưởng thành, là tuổi xanh hưng của cuộc sống. Hòa thượng đã cống hiến quả ngọt của sự trưởng thành xuân xanh đó cho ý nguyện các ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo. Ngài đã nương tựa vào đức độ của hòa thượng Thượng Huệ Hạ Thiện, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, thẩm thấu được đạo phong của ân sư. Ngài đã lập chí nguyện tầm sư cầu giải thoát, hạ thủ công phu, tịnh tâm thiền tọa trên thạch bàn bên đồi núi vắng vẻ cạnh chùa Vũ Châu, là cơ sở chi nhánh của chùa Phước Điền. Núi xanh hiện tướng Phật, mây trắng diễn chân kinh, và cứ thế ngày đêm sáu thời đều an lành một cuộc sống thanh tao giải thoát, thâm trầm bình dị đơn giản nhưng thăng hoa. Hòa thượng gửi gắm hết cuộc đời của mình bên cửa Phật, không mong cầu vật chất, không hưởng ngoại lợi sanh, ròng rã theo thời gian, lặng lẽ cùng mây trôi, mỉm cười cùng hoa cỏ. Đến năm 1972, bước xuân du tìm về vùng Thất Sơn huyền bí, đến Thủy Đài Sơn núi nước dựng am tranh, dưới gốc đa già chung quanh là vách đá. Năm 1974, hòa thượng lại trở về từ giả chùa Phước Điền, bái biệt ân sư, tìm đến Hà Tiên phong cảnh hữu tình, nương tựa cùng sư giác phước tiếp tục hành đạo.
rồi trao tam vô lậu học. Trăng lăng già soi chiếu qua bát nhã đưa hương. Hơn 40 năm trời mỗi dịp kinh văn chuyên tu khổ hành. Và rồi Phật viên vô sở trụ, gót tăng sĩ bốn phương trời rảo ước. Cõi ta bà đâu không phải là nhà. Hòa thượng lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Thứ ba là thời kỳ học đạo, thời kỳ quá đạo. Đến năm 1977, Hòa thượng lại trở về quê nhà. Quanh năm thơm mùi rạ mới, màu xanh cây lá qua trái bốn mùa. Nhận thấy nơi đây phải có một ngôi già lam để hoằng pháp, Hòa thượng đã mang quy Phật nguyện, đã quan quy Phật nguyện biến thế địa thành Phật địa. Hòa thượng dựng lên một tịnh thất thờ Phật bằng cây lá đơn sơ, với cái tên là Phước Huệ, một tịnh thất nhỏ nằm khép mình xung quanh là ruộng lúa ao sen thanh cao và thiền dị. Đến năm 1989, Hòa thượng cho xây dựng lại bản kiên cố ngôi chính điện, được cấu trúc bằng xi măng cốt thép. Tuy hiệu lãnh cách xa cuộc đời, nhưng với tâm hồn từ bi, thánh thiện, dần dần Phật tử xa gần tìm đến quấn tu cầu học càng đông. Từ đó giáo hóa đức độ lan xa. 38 năm tích lũy thiện tâm, Hòa thượng đã gia cố cho ngôi tịnh thất Phước Huệ ngày càng thêm quang tịnh. Năm 1990, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cần Thơ cũ đã suy cử Hòa thượng vào chức vụ ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. Hơn 10 năm, Hòa thượng đã cống hiến tâm lực, trí lực của mình cho giáo hội, góp phần cho sự nghiệp trang nghiêm đạo pháp và dân tộc. Sau khi tỉnh Cần Thơ tách ra làm hai đơn vị hành chính, một là thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, hai là tỉnh Hậu Giang, Hòa thượng tiếp tục cống hiến tâm lực của mình cho giáo hội tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ với những chức vụ trưởng ban hoằng pháp rồi đến trưởng ban văn hóa tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Với sự nhiệt tình cống hiến phụng sự cho giáo hội, Ngài luôn mẫu mực thực hiện nghiêm túc và hoàn thành vẹn toàn nhiệm vụ của mình. Thứ tư là thời kỳ nguyên tịch. Cách đây vài năm, do niên cao lập trưởng, thân tứ đại cũng phần nào thêm suy hao, nên Hòa thượng đã từ nhiệm công việc giáo hội, cáo lão an tu trong tịnh thất Phước Huệ. Giờ đây mỗi sáng sớm dậy, Hòa thượng đi kinh hành quanh Thảo Am, làm bạn với sen, kết tình với hoa kiện, an bần lạc đạo thế giới an, giới thể an viên, luôn nở nụ cười trên con đường tìm về bến giác. Thế rồi ngày qua tháng lại, sức khỏe Hòa thượng kém dần theo cơn bệnh. Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày mùng 1 tháng 5 Tân Sửu, Hòa thượng đã thuận thế vô thường trở về cõi Phật vào lúc 11 giờ 6 phút tại nơi già lam Phước Huệ. Trụ thế 70 năm hạ lạp, trải qua 50 mùa an cư kiết hạ. Với công hạnh cùng sự cống hiến hy sinh của mình, Hòa thượng mãi là bậc minh sư, hướng đạo tâm của môn đồ tứ chúng rạng soi như nhật nguyệt. Người đã ra đi như muôn thuở tiếng hải triều pháp âm, vẫn còn đây và còn đây mãi mãi. Hỡi ơi, 30 năm trụ giữa cõi đời, hạnh người tu sĩ vẫn còn đây. Khai sơn Phước Huệ trùng duyên pháp, chánh đạo truyền lưu dùng đông phước. Bổ nguyện viên thành về chốn cũ, ta bà gửi lại vết nhạn bay. Phụng gì khai sơn Phước Huệ đường thượng, từ lâm tế gia hộ tứ thập nhất thế, pháp quý nhật hưởng, pháp quý nhật hưởng thượng thiện hạ ngô công hòa thượng giác linh thiền tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Mây bát nhã trên nền trời không in dấu, hoa u đàm tuy rụng vẫn còn hương. Chút nữa đây thân thể này sẽ rời chốn Phật đường, nhưng công hạnh hàng nêu gương bất diệt như đã cung kính cung tuyên tiểu sử trong niềm cảm xúc vô biên vô tận, như là ôm lại tấm gương cao quý của Hòa Thượng Thích Thiện Quang để soi sáng cho Tăng Ni và Phật tử trong thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau tại tỉnh nhà. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể liệt ví quỷ. Và tiếp theo là điếu văn tưởng niệm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, chính thức tiến về nơi phía trước cung tiên điếu văn tưởng niệm thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính bái bạch trên Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức, lãnh đạo các ban trị sự tỉnh thành. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị lãnh đạo chánh quyền các cấp, kính thưa môn đồ pháp quyến và toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay trước kim quang cố Hòa Thượng Thích Thiện Quang, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Châu Thành qua các thời kỳ, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Phước Huệ huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, có đôi lời ai điếu dâng lên cố trưởng lão Hòa Thượng. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, nhớ khi xưa thở sanh tiền, từ chân tánh hiện thân đại sĩ, phát tâm lành xuất gia độ chúng sanh, rồi từ đó đường giải thoát thênh thang thẳng tiến, gia công xây đắp nhà Phật, phát huy đạo tràng trùng hưng Phật đạo, làm rường cột cho bốn chúng tăng ni, nơi nào cần Ngài bước đến, Phật sự mong Ngài lại đi bất từ bi huyện, chẳng nệ gian chung không hề mệt nhọc. Kính nhớ đất Cần Thơ Hậu Giang, ngày ấy chưa chia cắt, trưởng lão Hòa Thượng đã cùng Chư Tôn Tức xưa kia chung tay xây dựng và phát triển tỉnh nhà, làm cho gian danh Phật giáo đất trời Tây Đô. Rồi khi đến ngày chia cắt, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang thì Ngài cũng là một trong những vị tôn túc dày công tạo lập nền móng sơ khởi cho Phật giáo tỉnh nhà. Quả thật Ngài xứng danh là bậc Tòng Lâm Thạch Trụ, đấng lương của đạo pháp. Kính bạch Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng, trải qua bao biến cố thăng trầm của kiếp nhân sinh, biển nghiệp thúc bây giờ đã lặng sóng, chăng sao trên đỉnh Lăng Già đã đọm nét vô thường giữa lòng bất diệt, bên kia bờ tịch diệt, tâm nào đây mà tưởng tới cho cùng, bên này là bờ nhân ngã, lời nào đây mà nói lên
cho tặng. Tâm đã không cùng trong lẽ tức sắc tức không, lời đã không tận giữa cõi sanh thành hoại việt. Nay một phút chí thành chiêm ngưỡng di hình ảnh mặt, đứng trước lẽ vô thường tuy biết là duyên nghiệp, nhưng sao khỏi đớn đau. Vì từ đây trong một ngôi nhà đạo pháp đã giống bóng một bậc chân tu. Hơn 40 năm từng nêu danh Thích Tự, hỡi ơi qua phước huệ nhò nhạt trắng, đất trời đông phước ngậm ngùi thương. Từ nay cõi ta bà vắng bóng, miền cực lạc quá xanh trang thượng thiền. Đại nguyện chưa thành, thiền Bát Nhã sớm buông xuôi bến giác. Tiền duyên còn sự vướng, xe tam thừa đã thoát vượt đường mê. Vậy hôm nay thay lời ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện thị xã thành phố và chư tôn đức trụ trì các từ viện, để kính tri ân công đức cao dày của trưởng lão hòa thượng đã dành cho đạo pháp và dân tộc. Kính bạch hòa thượng, thân quyển thể sắp hoàn về tứ đại, nhưng pháp thân sẽ trở lại ta bà, đạt ước nguyện cứu độ khắp quần mê, để cùng được đồng quy vạn thiện. Vậy xin cúi đầu mật niệm một giả từ thương cảm biết bao, nguyện giác linh chẩn kim tích đăng không tam giới ngoài, dẫn thần thông đoan ngự cũ liên đài, xả báo thân chứng nhập pháp thân, ly trượt cảnh đốn quy tịnh cảnh. Nam mô từ lâm tế gia phổ tứ thập thế pháp quý nhật hưởng, thượng thiện hạ quan ngô công trưởng lão hòa thượng liên tòa chứng giám, xin cung kính bái biệt trưởng lão hòa thượng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Duyên hội ngộ giờ đây đã vĩnh biệt, phúc tương phùng ai đã vĩnh viễn đi xa. Lời tưởng niệm của Thượng Tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, cũng chính là lời tưởng niệm của toàn thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang và tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh, trong niềm kính tiếc mến thương vô tận đối với công hạnh của Hòa Thượng Thượng Thiện Hà Quang. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, vẫn biết vô thường là định luật mà nghe nghẹn nghẹn lắm thầy ơi. Thầy đi biền biệt còn đâu nữa, đuốc tuệ ngàn thu vĩnh biệt rồi. Giờ phút quan trọng này là lời hoài niệm ân sư của môn đồ tứ chúng. Xin trân trọng được kính mời Đại Đức Thích Minh Hiền thay mặt cho toàn thể môn đồ tứ chúng kính dâng lên lời tưởng niệm đối với bậc thầy khả kính. Xin trân trọng được kính mời. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành,
chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Kính thưa chư vị quan khách lãnh đạo các cấp chính quyền, quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện. Hôm nay, trong khung cảnh trầm mặc của chùa Phước Huệ, đang lặng mình nén trọn tiếng nghẹn ngào và nỗi bàng hoàng khi thầy quẩy dép về Tây. Còn vài phút nữa, nhục thân người trả về cho tứ đại, thể tánh chân như của người trả lại chốn vô sanh. Toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con cúi đầu đảnh lễ xin phép chư tôn thiền đức cho huynh đệ chúng con. Được nghiêng mình, kính cẩn dâng lời bộc bạch, tỏ cạn niềm kính tiếc vô biên với giác linh tôn sư lần sau cuối. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch giác linh ân sư. Nhớ xưa kia, Đức Điều Ngự ngoảnh đầu nhìn sông Hằng lần cuối, nay Phước Huệ thầm lặng. Bóng hình ân sư hướng mắt trao gửi một lời thương: Thầy ơi, gió lạnh ùa về, đèn thiền vụt tắt, mây đen giăng phủ, khoảnh khắc chia cắt này, đệ tử chúng con phủ phục trước linh đài, nghẹn ngào nuốt lệ, thành kính dâng lên lời tưởng niệm sau cùng. Để rồi đau xót ngậm ngùi, thương tiếc tiễn biệt người vào cảnh nghìn thú. Kính lại giác linh sư phụ, chúng con vẫn hiểu các pháp từ duyên sinh, cũng do duyên mà diệt. Đức Phật Đại Sa Môn thường dạy điều như thế. Trong kinh sử có muôn ngàn định nghĩa về Đức Thế Tôn. Như Lai đã đến như vậy và đã đi như vậy. Con hay dùng ngôn từ ấy để gợi nhớ về hình ảnh của Hòa Thượng ân sư. Như thể chúng con nói lên một bậc giải thoát giữa đời thường. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc đời của thầy có bóng dáng của một bậc thức giả, sống cẩn mật, giản dị nhưng đầy thanh cao của bậc thầy Phạm Hạnh. Có gần gũi mới cảm nhận sâu sắc hơn qua ngôn từ chân chất và thân giáo uy nghiêm ở nơi thầy. Trên bước đường tu, có lúc chúng con gặp chướng ngại bởi lòng người xuôi ngược hay thế sự cuồng phong. Thầy đã dạy rằng, hãy giữ tâm kiên định, vì đâu có ai thương mình, đâu có, vì mình đâu có thương tất cả ai đâu mà bảo người ta phải thương mình. Đường đến với đạo không dành cho ai yếu đuối và bạc nhược. Nếu tu đạo mà dễ dàng thì ai cũng chứng quả hết rồi, đâu còn ai ở cõi hồng trần này nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lại quý giá vô cùng. Càng sống và càng trải nghiệm mới thấy được những lời thầy dạy thâm sâu biết chừng nào. Cuộc đời thầy thích ẩn tu, vui vầy với đèn sách, kinh thi sớm chiều, muối dưa rau cải đạm bạc, một lòng gác ngoài tai lợi danh, muôn hạnh thầy gắn vào hai chữ sắc không. Thế sự bao nội bảo dông, thị phi nghiệt ngã, nhiều chuyện được mất, luôn giữ hạnh tùy duyên. Kính lại giác linh thầy, nhờ duyên lành sẵn có, được gặp thầy học giáo pháp Như Lai, sớm hôm sáng tỏa đạo màu, thiền tông giáo nghĩa khai hoa. Cứ ngỡ rằng duyên thầy trò mãi còn sum họp, nào ngờ đâu thân ngũ quẩn sắc không không sắc,
Sốc cảnh mây trôi nước chảy, đau quạnh lòng kẻ ở lại khi thầy nhẹ gót về Tây. Dẫu biết rằng đến đi và ẩn hiện của bậc thức giả như cánh nhạn lướt giữa hư không, chẳng có gì lưu ảnh. Những việc cần làm thầy đã làm, và những gánh nặng thầy đã bỏ xuống. Thầy đã dạy chúng con hãy là người thừa tự chánh pháp của Như Lai, chứ đừng là người thừa tự tài vật của kẻ khác. Chỉ có chánh pháp mới mang lại hạnh phúc lâu dài cho người thừa tự. Kính bạch sư phụ, trước giác linh người, huynh đệ chúng con xin hứa luôn nghe lời người dạy bảo, sẽ trên dưới thuận hòa, yêu thương nhau trên tinh thần pháp vị, kết chặt lòng mạng mạch của sư phụ truyền trao, nâng đỡ và che chở nhau trong cuộc sống. Cho dù chúng con biết trên đường đời không bao giờ luôn trải thảm đỏ, nhưng chúng con luôn cố gắng huynh đệ chung tay để giữ gìn nơi phước huệ kỷ niệm này của sư phụ đã lập nên, không hoài công giáo dưỡng của sư phụ bao năm, tiếp nối hạnh nguyện của người giữ gìn và phát triển ngôi già lam này để không uổng phí công lao một đời của thầy. Chúng con nguyện luôn cố gắng tu tập phụng sự Phật pháp và xã hội, xứng đáng là pháp tử chốn thiền gia. Chúng con biết những tháng ngày còn lại khi không còn sư phụ ở bên là vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng sư phụ hãy yên lòng an nghỉ vì huynh đệ chúng con còn có chư tôn thiền đức trong ban trị sự sẽ và tông phong pháp phái sẽ luôn chỉ dạy yểm trợ cho chúng con, nhất là trí tuệ, bản nguyện và tình thương của sư phụ luôn hiện hữu trong mỗi chúng con, làm ánh đuốc sáng soi con đường, làm kim chỉ nam dẫn lối. Chúng con kính xin sư phụ ở cõi niết bàn luôn gia hộ và che chở cho đệ tử chúng con. Thôi từ nay cõi ta bà vắng bóng đấng từ ân, miền cực lạc quá sanh trang thượng thiện. Đệ tử chúng con thành kính đảnh lễ bái biệt người, nguyện cầu mười phương chư Phật tiếp dẫn giác linh sư phụ thượng phẩm thượng sanh. Nam mô Từ Lâm Tế Gia Phổ Tứ Thập Nhất Thế Quý Nhật Hữu Thượng Thiện Hạ Quang Giác Linh Ân Sư Liên Đại Chứng Giác. Nhất tâm đơn lễ phụng vì tấn viên tịch, khai sáng phước huệ đường thường. Từ Lâm Tế Gia Phổ Tứ Thập Nhất Thế Quý Nhật Hữu Thượng Thiện Hạ Quang Ngũ Công Hòa Thượng Giác Linh Ta Ma Bái. Những giọt nước mắt hôm nay không phải là sự luyến ái bình thường của kiếp người, mà là những giọt nước mắt tri ân sâu sắc của hàng đệ tử chúng con kính dâng lên giác linh thầy, xem như là một động lực sau này chúng con tiếp tục trên hành trình phụng sự cho đạo pháp và phụng sự cho chúng sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trước khi cung thỉnh toàn thể chư tôn đức giáo phẩm dâng hương tưởng niệm, sau đây là lời cảm tạ của ban tổ chức tang lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Đạo Hiệu Thích Minh Tịnh, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Châu Thành, thay mặt cho Ban Trị Sự và Ban Tổ chức kính dâng lên lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức cùng tất cả quý liệt vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Giàu, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang,
Kính bạch Chư Tôn, giáo phẩm thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính bạch Chư Tôn, Hòa thượng Chư Thượng Tọa Quý Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Con xin thay mặt ban tổ chức đôi lời cảm tạ lễ tang cố Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Quang. Kính bạch Chư Tôn, giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng tăng ni các tự viện. Kính thưa quý cơ quan chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban tôn giáo và các ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu Giang cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện. Kính thưa quý liệt vị cố Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Quang, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, chủ trì chùa Phước Huệ sau một thời gian lâm bệnh, đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tông môn và gia quyến cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Nhưng Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 10 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 5 năm Tân Sửu tại chùa Phước Huệ, ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Chủ thế 70 năm, hạ lạp 50 năm. Lễ tang cố Hòa thượng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang và môn đồ pháp quyến tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh trong thời gian 4 ngày. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5 năm Tân Sửu, để tỏ lòng cảm niệm công đức Hòa thượng đã suốt cuộc đời phụng sự đạo pháp và dân tộc. Chư Tôn giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các tỉnh thành cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị, thành phố, chư tăng ni, Phật tử và các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh đã đến kính viếng giác linh Hòa thượng trang nghiêm và thành kính. Quý phái đoàn, đại diện cơ quan chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, ban tôn giáo và các ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu Giang đã đến kính viếng giác linh Hòa thượng và phân u cùng ban tổ chức lễ tang, cũng như môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng, nhất là trong buổi lễ truy niệm và cung tống kim quan Hòa thượng nhập tháp tại chùa Phước Huệ hôm nay được thập phần trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn. Giờ đây lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Hòa thượng Thích Thiện Quang nhập bảo tháp sắp hoàn mãn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm tạ và tri ân Chư Tôn giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành bạn cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị, thành phố, chư tăng ni, Phật tử và các tự viện trong và ngoài tỉnh. Quý phái đoàn, đại diện cơ quan chính quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, ban tôn giáo, ngành an ninh và các ban ngành đoàn thể sở tại, xin chân thành cảm ơn quý liệt vị đã tạo điều kiện thuận lợi để hết lòng hỗ trợ cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang và ban tổ chức lễ tang hoàn thành công tác tổ chức truy niệm và cung tống kim quan Hòa thượng nhập tháp được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Ban tổ chức lễ tang xin chân thành tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong tỉnh, nhà đã trực tiếp và gián tiếp trợ duyên giúp cho lễ tang cố Hòa thượng được thành tựu tốt đẹp. Trong thời gian cử hành lễ tang, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức mình để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp Chư Tôn giáo phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý liệt vị, nhưng cũng không sao tránh khỏi nhiều điều sơ xuất. Kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý liệt vị niệm tình hỷ xả. Một lần nữa, ban tổ chức xin chân thành cảm tạ và tri ân đến toàn thể quý liệt vị thân tâm thường lạc, thành tựu sở nguyện, quảng sự an lành, các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, giờ phút này trước khi cung thỉnh Chư Tôn Đức niêm hương tưởng niệm giác linh cố trưởng lão Hòa thượng, chúng con thành kính đảnh lễ được cung thỉnh Đại Đức Đạo Hiệu Thích Minh Phước hoan hỷ tiến về nơi phía trước, tuyên cử ba hồi kiển lệnh để cung thỉnh Chư Tôn Đức quan lâm nơi giác linh đường niêm hương tưởng niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành kính đảnh lễ được cung thỉnh chư tôn giáo phẩm ban chứng minh ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang chư tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Chả này không? Chả nào quay kìa.
con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhăn nhòa phai sầu, vì thời gian dài đã treo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố chơi rơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc thân ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha dành chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.